5 vị trí đo nhiệt độ chính xác cho trẻ nhỏ. Đo thân nhiệt cho trẻ là việc mà hầu như cha mẹ nào cũng đã từng làm. Nhưng bạn có biết vị trí nào đo thân nhiệt chính xác nhất cho trẻ không? Video sau đây sẽ bật mí cho bạn. 5 vị trí đo thân nhiệt chính xác cho trẻ gồm trực tràng, nách, trán, tai, miệng. Cách đo nhiệt độ ở trực tràng. Phương pháp đo thân nhiệt ở trực tràng. Đặt trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ nằm sấp trong lòng cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ. Thoa một lượng nhỏ Vaseline hoặc chất bôi trơn vào phần cuối của nhiệt kế. Đặt nhiệt kế một cách nhẹ nhàng vào hậu môn của trẻ cho đến khi không còn thấy phần đầu bạc của nhiệt kế nữa, tương đương khoảng 1/4 đến 1/2 inch, xấp xỉ 0,6 đến 1,3 cm. Giữ nguyên nhiệt kế trong khoảng 2 phút đối với nhiệt kế thủy ngân và 1 phút đối với nhiệt kế điện tử. Khi nhiệt độ ở hậu môn đo được trên 100,4 độ F, tương đương 38 độ C, nghĩa là trẻ bị sốt. Cách đo nhiệt độ nách. Kiểm tra xem nhiệt kế đã bật chưa. Ấn nhẹ đầu của nhiệt kế vào giữa nách. Giữ cánh tay của bạn hoặc cánh tay con của bạn áp sát vào cơ thể để nhiệt kế giữ nguyên vị trí. Đợi cho nhiệt kế đọc chỉ số nhiệt độ. Việc này sẽ mất khoảng 1 phút hay lâu hơn. Hãy chờ cho đến khi nhiệt kế phát ra tiếng bíp. Lấy nhiệt kế ra khỏi nách và đọc nhiệt độ. Khi nhiệt độ ở nách đo được trên 99 độ F, tương đương 37,2 độ C, nghĩa là trẻ bị sốt. Đo tại trán. Phương pháp đo trán sẽ giúp bé yêu cảm thấy thoải mái. Đầu đo không cần phải tiếp xúc trực tiếp vào trán mà vẫn cho kết quả khá chính xác. Đo nhiệt độ ở trán, bạn cần trang bị nhiệt kế hồng ngoại đo trán. Cách đo, bạn hãy đưa đầu dò hồng ngoại vào giữa trán của trẻ. Để đầu dò cách trán trẻ khoảng 1 đến 3 cm, sau đó bấm nút đo. Kết quả sẽ có chỉ sau khoảng 1 đến 3 giây. Khi nhiệt độ tại trán từ 37,5 độ C trở lên, trẻ đã bị sốt. Cách đo nhiệt độ tai. Để lấy nhiệt độ đo tại tai, bạn cần một nhiệt kế đo tai đặc biệt. Cách sử dụng. Lắp một đầu dò vào nhiệt kế và bật lên theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Kéo nhẹ phần vành tai ra ngoài để mở dọc ống tai. Nhẹ nhàng đẩy nhiệt kế vào ống tai cho đến khi nhiệt kế được đưa vào hoàn toàn. Nhấn nút đọc và chờ thông báo xong của nhiệt kế. Tháo nhiệt kế cẩn thận và đọc nhiệt độ đo được. Khi nhiệt độ ở tai đo được trên 100,4 độ F, tương đương 38 độ C, nghĩa là trẻ bị sốt. Cách đo nhiệt độ ở miệng. Cách đo nhiệt độ ở miệng thường dành cho trẻ khoảng từ 4 tuổi trở lên, đã biết nghe lời ngậm miệng lại khi đo. Khi dùng cách này thì bố mẹ lưu ý trước đó khoảng 30 phút bé không ăn hay uống đồ lạnh hoặc đồ nóng để tránh hiện tượng thông số không chính xác. Rửa nhiệt kế bằng nước lạnh và xà phòng, sau đó rửa sạch lại với nước. Đặt đầu nhiệt kế vào bên dưới lưỡi của trẻ và bảo trẻ giữ nhiệt kế bằng môi. Giữ môi kín xung quanh nhiệt kế trong khoảng 3 phút đối với nhiệt kế thủy ngân và 1 phút đối với nhiệt kế điện tử. Khi nhiệt độ ở miệng đo được trên 99,5 độ F, tương đương 37,5 độ C, nghĩa là trẻ bị sốt. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.